Anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết với nhau đi. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân. Em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăng, bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ, nói chung em là người ưa sạch sẽ, gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý, nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào, cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, trai mặt rồi chị, tới em xin lỗi luôn. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện, ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Thế nên là đến khi anh cười thôi, anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu. Dạ, có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gỡ đầu quá chị. Ấy đại loại vậy. À chắc bà đứng cái bông lên gãi từng ngón vậy quá gọi đầu quá. Phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất không ơi. Sao tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Đâu hy toàn, vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọt trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men á anh, 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập, nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Được đó. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Ga lăng. Dạ được dư rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không à. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Nhiều không? Dạ không ạ. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh gì? Thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sáu. Nó ngông ngông á em. Là khùng khùng điên điên á hả? Gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa anh sao không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không. Tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á. Còn mà em về em nhây. Anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao vậy? Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à? Đừng có tròn quá là được à? Còn với người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ dữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi à? Ngoan là sao? Kiểu như là
tam tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ, nói chung là em bất chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra, cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không, mà sau lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong phòng tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút ảnh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không, qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên, bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi, còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Thấy không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm nhưng mà không biết có dơ không. Đó, nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sạch lắm chị. Yên chí chị. Cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng nằm ai ấy luôn là được nếu. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi. Chị đúng giờ tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? À, sao không được chị? Đàn ông mà. Thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì có trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Em chào anh gái. Dạ. Ôi ơi, dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn. Ai không nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính y bo, bụng xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không, kỳ bo có không? Ờ cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo em làm gì? Em chỉ bảo là nhân viên làm thôi. Em không ra lệnh, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung nãy giờ anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền của anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá à đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thôi, có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ, tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào, chào khán giả trường quay. Anh Toàn là sếp của em.
À, cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. À, mình xếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Anh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Xếp em. Thiệt nha, không có định xếp. Nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Em. Gì vậy? Sao vậy? Không, em Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không, không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau 1-2 tháng mà mình muốn ấy kết hôn á, kiểu vậy. Thấy ấy ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5-7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm rồi, chết giống mạnh. Ê, anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chó luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Mới diễn đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không, không phải là càm ràm. Tức như là một vấn đề, thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài, kiểu vậy. Đồ, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen ngày đó anh nói hoài luôn, kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên. Trời, em rung lắm luôn á. Ok. Em bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười, em đừng căng thẳng, anh rung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Anh muốn hết chị. Tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa hay. Anh thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Vâng. Dạ em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích. Kéo màn là ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bấm bài luôn. Đúng thiệt em không đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Có đúng đâu. Đó. Mạnh dạn đi lên em. Em trai, mạnh dạn lên. Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Cái này quay qua lấy quà cái hung quay cặp qua. Này rất là hiện tại, anh thích như thế. Trời. Mình đừng có. Không, bây giờ cô này hung là ảnh coi. Cao quá chị ơi, chết đi. Dễ thương. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng món quà này nè. Đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng. Có thể áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đã. Hy vọng sử dụng nha. Sau khi chia tay xong thì lúc đó em phải mất 7 ngày. 7 ngày không ăn uống, chỉ có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy? Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hả mày. Mời bạn nam. Chào. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường.
Xin chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào bạn gái cùng giao lưu với mình. Tên em là Nguyễn Như Tiêu. Tiêu? Vâng ạ, Tiêu. Tiêu luôn. Em nay 46 tuổi, em quê ở Hưng Yên. Hiện tại thì em ở sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và làm lái xe thuộc tập đoàn Mai Linh. Lái xe taxi. Vâng. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả trên trường quay. Em tên là Hồ Ngọc Minh Trang, 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang công tác ở phòng nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Em ưu điểm là nói chung là dễ gần. Nấu ăn rồi em cũng biết chút đỉnh. Tính tình em vui vẻ, thoải mái. Còn khuyết điểm thì tính em đôi lúc hay hơi có một chút nguyên tắc. Với lại nhiều khi cũng hơi nóng tính. Còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Em là người đàn ông thì bản lĩnh mà hơi cầu toàn chút xíu. Hơi kỹ tính đúng không? Dạ. Vậy được. Rồi khuyết điểm anh là gì? Khuyết điểm của em là hơi quyết đoán thì chậm. Bởi vì thời buổi kinh tế mà anh. Nếu mà mình quyết đoán, mình đưa ra cái gì đó mình chậm thì thua người ta rồi. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi anh Tiêu? Dạ em trải qua được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất năm 30 tuổi đó. Yêu nhau trong vòng 9 tháng thì 15 ngày nghỉ phép. Lúc đó em đang ở bộ đội. Thì lúc đó là khi mà đi phép vào xong thì cái thời gian liên lạc nó giãn dần ra. Và đến khi mà em vào đến nơi thì cái cảm giác đầu tiên là rất xa lánh. Sau đó là bạn gái mới nói là bố mẹ mình đã nhận chồng người ta. Sau mối tình 9 tháng nó chia tay thì đến năm nay là bao lâu rồi anh? Đã từ năm 30 thì năm đến năm 4 năm. Tức là 15 năm. Từ 15 năm nay anh không có mối tình nào nữa. Thì 15 năm đó thì sau khi chia tay xong thì em lúc đó em phải mất 7 ngày. 7 ngày không ăn uống. Chỉ có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy? Vâng. Em quyết định xin nghỉ bộ đội. Và em thay đổi, em ra ngoài em làm. Thì em ra ngoài em đặt ra một kế hoạch rất cụ thể và hành động rất quyết liệt. Tức là 4 năm tuổi thì em thực hiện được cái giấc mơ. Mua nhà. Mua được nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên bạn gái, mình cũng kể chút xíu về tình trường của mình ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua khoảng 3 mối tình. Thì mối tình cuối cùng là em cũng định đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà tính tới hôn nhân thì mới xảy ra một chút mâu thuẫn về cách sống với lại về tôn giáo. Cho nên không có thỏa thuận được. Cho nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Mà quen được bao lâu? Em quen cũng một năm mấy. À, đó là mối tình cuối cùng. Dạ, cách đây là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Dạ. Thôi mình bỏ bao qua mấy cái chuyện buồn đó đi. Bây giờ mình vô chuyện hiện đại đi ha. Mẫu người lý tưởng đi bây giờ. Đúng rồi. Anh trai, anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Em thì đơn giản thôi. Em muốn một người, bởi vì em cao 1m69 thì em muốn một bạn gái cũng cao xinh xinh như thế để đứng cho nó đẹp. Mang giày lên là cao. Dạ. Mang giày lên là cao ha. Dạ. Có điều gì em không thích, anh không thích ở người bạn vợ tương lai của mình không? Dạ, em không thích ở người bạn gái nữa là bảo thủ cố chấp mà không thiếu tôn trọng lẽ phải. Đơn giản vậy thôi. Em luôn luôn cầu tiến vươn lên ạ. Rồi dạ, dạ. Mời em, còn em thích dạ, một người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người là đừng có gia trưởng, phải tâm lý một chút. Em không chịu được mùi thuốc lá cho nên là đừng có biết hút thuốc là được. Ồ, anh có hút thuốc không anh? Dạ không hút thuốc ạ. Cái này đạt tiêu chuẩn ạ. Đạt tiêu chuẩn đúng không? Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, khoảng 1m7 đổ lên. Dạ. Được, tốt, anh này bên đây tốt lắm. Anh cao nhiêu? Cao cỡ 1m7. Nói chung là tướng đáng được. Mắt 2 mí không anh? 2.5 mí luôn. 2.5 mí. Bây giờ em cảm nhận anh bên này thế nào? Nghe anh nói chuyện thì thấy ảnh sống cũng tình cảm. Cái tuổi anh có thể lớn hơn em một chút xíu. Nói chung tuổi tác lớn hơn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tính tình của ảnh. Đúng rồi. Tức là họ phải thật thà chút. Chịu khó tìm hiểu mình, chịu khó hiểu tâm lý của mình. Anh này thật thà nha. Có chí hướng, có tiến thủ đàng hoàng. Dạ. Vạch hoa ra kế hoạch đàng hoàng. Thì đó, em thấy đó cũng... Nhưng mà hơi kỹ tính chút xíu đó. Kỹ tính cũng đỡ, tại tính em ghét mấy người ở dơ bài ra rồi không dọn á. Không sao, anh thấy được ha. Bây giờ như nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Thì nói chung em cũng muốn, nếu mà được thì cưới liền cũng được. Rồi kế hoạch sinh con mình thì sao? Nói chung thì em cũng muốn cưới xong là có con liền á. Vậy ha, thôi để chị hỏi ảnh coi. Nãy giờ tôi cũng nôn muốn gặp anh này lắm nè.
Dạ chào anh. Xin chào chị. Dạ vẫn phong độ quá ha, mười mấy năm mà lập ra kế hoạch rồi mà đạt được cái mục tiêu của mình. Anh ơi, 46 tuổi là mình cũng hơi mai mốt là cha già con mọn rồi ha anh. Dạ, nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được anh ha? Em thì đến đây với tinh thần rất là quyết liệt và quyết tử cho hạnh phúc của sinh ạ. Dạ. Tức là phế niệm được ạ. Dạ. Dạ. Anh, nhưng mà rồi mình giờ mình lấy vợ về là ở trong nhà anh là có ba mẹ anh không? Mình có phải làm dâu không anh? Dạ không. Tức là nhà bố mẹ em thì ở quê. Dạ. Vâng, trong đây thì chỉ có mình em thôi. Là nhà anh mới mua đó hả? Dạ vâng. Người vợ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi thì đối với anh điều đó là anh cảm thấy thích hay là cảm thấy ái ngại? Không quan trọng. Bởi vì khi mà ta hiểu nhau rồi á thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Bởi tình yêu nó xóa hết cái ranh giới. Vâng, theo quan niệm của em như thế. Em cũng hy vọng khi kéo màn lên thì hai người sẽ có trao cho nhau những cái cảm xúc bằng cả lý trí lẫn con tim nha. Dạ, vâng. Dạ. Thôi, bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân trước khi gặp nhau cái nha. À, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ với lại các bạn đồng nghiệp. À, có mẹ. Chào cô. À, xin chào cô ạ. À, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng tất cả các khán giả trong đài. Tôi là mẹ của em Trang. Thì qua cuộc nói chuyện giữa hai cháu á, thì tôi nhận thấy anh bên nam đó con, thì theo mẹ thấy á, thì anh lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi thì nó chững chạc hơn. Thì tùy con, nếu mà con thấy thích hợp là mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà cô, con gái cô mà gặp anh này thì cô có yên tâm gì không này, theo cảm giác của mình đó? Theo cảm giác thôi thì nếu con gái thì nếu mà gặp được cái người nam, người chồng á, mà biết lo, biết quan tâm tới, chăm sóc, cũng như là có cái nhà riêng là tôi đã yên tâm rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, em đi với này, đồng nghiệp và cháu. Vâng, xin chào ông Mai và Muối. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Năm, là đồng nghiệp cùng với bạn Tiêu nhiều năm trước đây. Vì vậy tôi biết bạn Tiêu rất là hiền lành và rất là chăm chỉ nỗ lực. Bây giờ ổn định an cư rồi mới quyết định tìm vợ. Về bạn gái tôi có cái nhìn là bạn với bạn Tiêu cũng có cái điểm tương xứng về cái tính cách, ngoại hình thì to khỏe, tôi thấy là được. Hai bạn nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm và chúc hai bạn thành công. Rồi. Rồi. Bây giờ để cho hai anh chị gặp nhau nha, để mình trò chuyện tâm sự với nhau. Kéo màn lên. Mời anh. Mình cảm nhận về người đầu tiên mình mới gặp mặt sau thời gian nãy giờ nói chuyện, mọi người góp ý này kia, mình cảm nhận đi. Mới nhìn anh á thì nói chung là ngoại hình là nhìn cũng ok. Cái đầu tiên là ngoại hình. Còn tính tình thì mình nói chuyện với nhau nhiều hơn đi rồi em sẽ có cảm nhận mới nữa. Mình thì nhìn bạn lần đầu tiên thì mình thấy rất là dễ thương. Thì cái cảm xúc ban đầu thì người con trai mà, người ta thường nói là yêu ở mắt. Thì mình nghĩ rằng cái cảm xúc ban đầu mình thấy ok thì là chắc chắn là mọi thứ là được rồi. Anh em đi anh, cho nó tình cảm anh. Dạ. Tính đi, thí dụ đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò thế nào? Công việc của mình á, thì nghề taxi mà, 15 ngày làm, 15 ngày nghỉ. Thế thì cái thời gian của mình thì rất là thoải mái để bọn mình gặp nhau, giao lưu và chia sẻ con bạn. Em thì công việc của em á, thường á, mấy ngày đầu tháng thì nói chung là em cũng đi làm giờ hành chánh. Có những tuần á, là có thể là ngày sáng 8 giờ em đi là tối 9, 10 giờ em mới về. Thì cái đó nó cũng hơi khó. Với lại tính anh có hay ghen không? Thực ra ghen thì ai cũng ghen. Ghen có ghen thì mới yêu. Nhưng mà nó phải có sự hiểu biết kèm theo đó để mà thông cảm với nhau. Bây giờ cho còn một ít thời gian còn lại, có thể anh tỏ tình với bạn gái hay là hát một bài hát tặng bạn ấy rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút với nhau hay không. Mời anh. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Giây phút hôm nay được nghe em nói với anh. Gió ơi gió đừng hồn nên mai em
Rồi gió đừng hôn lên tóc em, rồi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền. Rồi nói rằng tôi yêu em, rồi nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Rồi thôi, tất cả sẽ trả lời bằng nút bấm có yêu nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm đi anh. Câu chuyện hồi nãy giờ thì cũng rất là hấp dẫn. Anh cũng đã chín chắn và bạn bên kia cũng chín chắn rồi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem nửa trái tim bên kia có thuộc về mình, có sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường còn lại hay không. Hãy quyết định điều đó trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng anh. Nào, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy trước mặt mọi người hãy hôn nhau một cái để mình gọi là đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên đi anh. Rất nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng có một điều cũng hơi nhạy cảm. Cái này mình nói vui anh nha, nhưng mà nó là sự thật đấy. Hồi xưa giờ chắc biết bố mẹ đặt tên anh sao, mà cái tên Tiêu thì nghe nó cũng... Bố mẹ em sinh vào cái quý Nguyên Tiêu đó à. Thế là mới đặt luôn như thế để dễ nhớ. Bây giờ cái tên anh có thể là thêm dấu gì cũng mệt lắm. Thêm dấu sắc đi, dấu sắc ha, hoặc là tiếng Tiêu gì đó thì cho nó vui hơn, nó đời nó phiêu linh hơn chút xíu anh nhỉ, được không anh? À, được nha. Thôi thế này, sẵn đây tôi xin chúc cho anh Tiếu chị Trang sẽ sớm có một cái thiệp mời gửi chúng tôi, và đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng, để có một không gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn á. Em cũng xin gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà em rất muốn anh chị sử dụng. Đây là một suất chụp ảnh cưới đặc biệt trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao sao nói với anh Đường Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Đường Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tú Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi, mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi, mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bạn Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát.
Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Ừ, thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ nó là cái nhút nhát trên đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trên đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi ngọt ngào đấy, có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao, rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này, tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi, sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó vậy anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu, nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh. Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À không chứ cũng không xa cái mấy đâu. Dạ. Rồi bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả một tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăn, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút, chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em chào chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói không? Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, rất chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi.
Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó, như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em cũng sợ lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè? Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa đây yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ừ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy có đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Đó. Bây giờ mình dạ. Hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ. Và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ. Công việc ổn định ạ. Dạ còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì hết cơ. Thôi bây giờ mở rào mở đi ha. Mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm theo mọi người coi nào. Anh à, muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao, ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm. Mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi.
Thì công việc em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì đấy là em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần dạ. Không ông? Sát bên. Gần luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình thì nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét hôn nhân. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra. Đúng rồi, giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai, chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình, và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau, và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú, thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì chúng con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến, và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam phải có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh là... Hả? Chưa hôn, chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Ý, thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri, Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc.
đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Chiều bạn gái đi đi, đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi. Không cũng đã mất thời gian chờ đợi của mọi người. Thì Hồng Vân và Quyền Linh mời quý vị chúng ta hãy gặp cặp đôi thứ nhì. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 3842, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, đến bờ hạnh phúc thằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, kinh ghê. Mời bạn nam. Đây. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ em chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó dạ. Em ở thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Nha. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út dạ. Chó. Là em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Út mót, dạ. Trời ơi, thêm mót có tên út lòi nữa. Tức dạ. Là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâu một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không. Mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ à. Ừ. Bạn Út sao nè, giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình anh, sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 3842, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc thằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, kinh ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ. Tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em.
Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sắc. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói to trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm thôi, quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Thiệt không vậy chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Đã nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. À, nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ em chào anh. À, chào đó, gái. Nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Ta hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không nói. Hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà đó là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ. Kia em thấy cái người đàn ông bên đây sao? Dạ thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết anh không biết nhậu em ơi. Dạ tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. Được. Tụi em mong muốn đó là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc cho chị em. Rồi bây giờ anh trai em đi với ai? Dạ em đi với em gái họ với người bạn rồi em dạ, gái em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương, nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn, một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn, giữ kho luôn, mở rào nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Trời ơi, anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có dừa quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức, Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau từng đêm một từng ngày. Dạ.
Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở cho đâu em mẹ. Cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin. Nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh. Chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Em thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Dạ, anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Ốc rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Con vui lắm nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Mọc ốc không? Có trúng không Úc? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Úc này thiệt. Không lại không trúng đâu mà Úc. Úc lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Đúng chưa? Dạ rồi, đúng rồi. Hả? Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền. Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Cưng quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc Hair Bi Uống Mọc Tóc Ngăn Ngừa Rụng Tóc đã tài trợ chương trình. Mắc Hair là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào số sau. Lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi ạ. Khi mà em gặp một cái chuyện gì đó em bị khổng nhất. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ, cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, nói chuyện với người yêu cũ luôn. Ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ, tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Con em cũng lớn rồi, con em hai bé gái. Em thì cũng một lần gãy đổ rồi. Em có một bé gái, em nay khoảng 8 tuổi. Nhược điểm của em thì hơi nóng tính chút xíu thôi. Nổi điên lên thì làm không gì? Có nổi điên vô thì mình dịnh em mình nóng. Thực sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia. Nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.